Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Nguyễn Hằng Vlog nha. Thì hôm nay Hằng sẽ ăn cơm với mắm chừng. Này là thịt heo quay á, rồi Hằng kho lại nha. Cà pháo. Cà pháo này á thì Hằng mua ở trong siêu thị Cóp Mắc nha mọi người. Rau muống luộc. Hằng mời tất cả mọi người cùng ăn cơm chung với Hằng nha. Dít một miếng đậu gồng. Nó lạ. Ăn mắm chừng đã quá mọi người. Cà pháo ngon nha mọi người. Vừa ăn. Đậu gồng. Cà tím. Dưa leo. Ăn với mắm là nó hết sảy. Không có cái gì ngon mà cái món này hết. Rau muống luộc. Rau muống rồng á. Ăn ngon. Nó giòn. Nó giòn mà nó ngọt. Thịt heo quay á, kho lại. Ngon. Được ăn những món mình yêu thích thì còn gì bằng. Ngon quá, ngon. Đậu gầm. Nó giòn, nó ngọt. Đậu gầm người ta mới hái á. Ăn nó ngọt. Muốn chấm với cái nước kho này ngon quá.
nước ra muối luộc này cũng ngon. Trời nắng nóng hấp cái nước này ngon. Hấp cái nước đó còn ngon hơn là ăn ra muối nữa. Để cảm mọi người nha. Bây giờ là tới mùa dây da đó. Có ăn cái này cái kể ha. Hồi chiều hôm qua cái trời mưa. Trời mưa cái chiều mấy anh em rủ nhau đi bắt dê dê á mọi người. Lần đầu tiên đi bắt dê dê cho nên là cũng háo hức lắm nha. Chuẩn bị đèn pin đồ nghề đồ để đựng dê dê á. Mưa xuống cái là thường thường mà mưa xuống á là dê dê nó tối nó sẽ lên. Thì mấy anh em mới đi bắt dê dê 4:30 vừa tạnh mưa bắt đầu đi. Đi lên gãy á mọi người. Đi lên tới gãy á thì nó còn sớm quá. Thường thường dê dê thì cỡ sạch sạch tối thì nó mới lên. Dê sữa á 4:30 mấy anh em đi. Đi lên tới gãy còn sớm quá. Rồi lội vòng vòng gãy chơi. Đi kiếm hạt điều nướng ăn. Được mấy hạt vậy đó. Nướng mấy anh em nướng ăn. Hạt điều nướng ăn thơm ngon mọi người. Xong cái đầu 6:00 mấy sạch tối cái đi bắt dê dê. Mọi người biết không? Bắt từ lúc 6:00 hay là 6:10 vậy đó. Đi bắt tới gần 8:00 mới về. Bốn người đi. Mà hả? Bắt được 22 con dê dê nha mọi người. Anh đó cười muốn xỉu. Dê dê đầu mùa này á là ở ngoài này nó bán là 800.000 một ký nha mọi người. Nó mắc khủng khiếp. Hồi mấy năm trước á thì một ký có 200-300 ngàn hà. Hồi năm rồi á thì á 500 một ký. Năm nay lên 800 nha mọi người. Nhưng mà cái con dê dê sữa á ăn rất là ngon luôn nha mọi người. Ai ăn được rồi là sẽ ghiền cái món này nha. Thì một năm mới thì được ăn có một lần hả. Hè xuống thì mới sắp hè xuống thì mới có dê dê nha.
quá mắc. Bây giờ mấy anh em rủ nhau đi bắt. Giờ được 22 con. Mà chắc biết rồi giờ này á, dê chắc là nó cũng hiếm á. Nó ngon rồi, nó mắc. Thường á thì cái mùi da da sữa này á nó được, nó có chỉ là có mấy ngày à là nó hết à. Bởi vậy mà hôm có da da mà mưa nó xuống rồi ha là tranh thủ đi bắt, chứ không thôi là không có. Rồi xong cái không có được có 22 con. Cái sáng nay thức dậy sớm đi chợ, đi ra chợ coi là người ta có bán không để mua về ăn cho nó đỡ thèm, mà đi chợ cũng không thấy bán nha mọi người. Cái cào thóng này ăn ngon quá, ăn với mắm hợp ghê luôn. Người ta làm hay vừa ăn quá. Mắm này hao cơm quá. Bây giờ muốn hết ngon mát gì đâu. Nhiều quá ăn không hết. Mọi thứ ăn ít ít nha mọi người. Heo quay á kho lại ăn cũng ngon.
Bánh chưng nó no quá. Bắt cơm. Cái cà pháo cũng ngon. Bây giờ mặn mặn ngọt ngọt. Cay cay. Hình như là trong siêu thị á, bữa hỏi không có, hình như là 1 ký 70 cái gì. Ngon quá. Ngon quá ngon. Hôm nay quay video tới đây thôi nha mọi người. Hằng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Hằng nha. Mọi người hãy nhớ bấm like, share, đăng ký để ủng hộ cho kênh Nguyễn Hằng Vlog và trang Facebook Nguyễn Hằng Channel nha mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.